Chào mừng các bạn đã đến với bản tin hàng ngày của Liverpool. Ở đây, chúng mình sẽ mang đến những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của đội bóng trong thời gian qua. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like video, đăng ký kênh và chia sẻ để chúng mình có động lực ra những video hay hơn nữa. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với những thông tin chính sẽ có trong ngày hôm nay nhé. Dự đoán đội hình xuất phát của huấn luyện viên Agnes Sloss đối đầu với Ipswich Town Liverpool của chúng ta sẽ bắt đầu mùa giải Premier League bằng chuyến làm khách đến Ipswich Town, đội bóng mới lên hạng mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Arne Slot cũng sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Liverpool. Mặc dù không có bản hợp đồng mới nào tại thời điểm hiện tại, nhưng Slot vẫn có thể sắp xếp một đội hình theo ý của mình. Vị trí thủ môn, Alisson, không có gì bất ngờ khi Alisson sẽ bắt chính ở trận đấu này. Cầu thủ người Brazil hiện vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới hậu vệ phải Chen Alexander Arnold. Bất chấp những câu chuyện xoay quanh việc Chen Alexander Arnold liệu có khả năng sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ dưới thời huấn luyện viên Anny Sloss hay không, thì ở trận đấu này, Arnold chắc chắn sẽ ra sân ở vị trí hậu vệ phải. Chưa viên cảnh vị trí số 6 của chúng ta dường như sẽ không được bổ sung vào mùa hè này. Huấn luyện viên Sloss một thời điểm nào đó rất có thể sẽ sử dụng Arnold ở vị trí này. Bộ đôi trung vệ Jarrell Quansah và Virgil van Dijk. Jadel Quansa đã có những bước nhảy vọt trong 12 tháng vừa qua và xứng đáng được đá chính cùng với Virgil van Dijk tối nay. Cầu thủ 21 tuổi tại thời điểm hiện tại là một lựa chọn phù hợp và chắc chắn hơn của Nate. Van Dijk đã bước sang tuổi 33, nhưng anh vẫn là một cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ. Đội trưởng của chúng ta là một phần không thể thiếu trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay. Vị trí hậu vệ trái, Costas Simikas Kostas Simikas đã chơi tốt trong suốt giai đoạn tiền mùa giải. Anh đã vận dụng tối đa vấn đề chấn thương của Andy Robertson để chứng tỏ khả năng của mình. Robertson vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu khi anh hoàn toàn sung sức, nhưng Simikas hiện cũng đang gây áp lực lên Robertson trong những trận đấu đầu mùa. Cặp double pivot sẽ là Alexis McAllister và Ryan Gravenberg. Alexis McAllister vẫn sẽ là ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liverpool ở mùa giải năm nay nhất là khi anh đã tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải đầu tiên tại Anfield. Cầu thủ 25 tuổi hiện là tiền vệ hàng đầu tại câu lạc bộ và gần như chắc chắn sẽ ra sân tại Ipswich, mặc dù anh đã không có nhiều thời gian được nghỉ ngơi do thi đấu tại Copa America. Có lẽ vị trí gây bất ngờ nhất sẽ là Ron Gravenbus, khi anh đã nhiều lần được xếp ở vai trò tiền vệ phòng ngự trong mùa hè này. Cầu thủ người Hà Lan hiện đang xếp trên Curtis Jones về thứ tự lựa chọn của Slots. Và đây cũng sẽ là một bài kiểm tra về năng lực của Gravenberch. Tiền vệ tấn công Dominic Soboslai, mùa giải năm ngoái, giai đoạn đầu của Soboslai cho màu áo Liverpool là không thể chê vào đâu được, nhưng càng dần về sau, phong độ của số 8 càng đi xuống. Nhưng mùa giải này, những người hâm mộ Liverpool đều kỳ vọng Soboslai sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhà trưởng người Hungary dự kiến sẽ xuất phát ở vị trí tiền vệ tấn công và gây ra nhiều đột biến bằng tốc độ và sự năng động của mình vị trí tiền đạo phải Mohamed Salah. Sau một mùa giải dính chấn thương và không có được thể trạng tốt nhất, hiện Salah đã trở lại và sẵn sàng bùng nổ giữa thời Slot. Cùng với Alisson và Van Dijk, đội trưởng đội tuyển Ai Cập là một trong ba cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool và rất có thể Salah sẽ ghi bàn ở trận đấu tối nay. Tiền đạo trái Luis Diaz là một trong những ngôi sao của Liverpool khi ở giai đoạn tiền mùa giải năm nay, Diaz đã ghi 4 bàn thắng và là người có số bàn thắng nhiều nhất ở giai đoạn giao hữu mùa hè. Bất chấp những nghi ngờ về việc liệu Darwin Nunez hay Cody Gapo có thể thay thế Diaz ở cánh trái, thì ở trận đấu này, cầu thủ người Colombia chắc chắn sẽ có một suất đa chính vào tối nay. Chơi cao nhất trên hàng công sẽ là Diogo Jota. Jota đã trở thành một cầu thủ không thể thiếu đối với Liverpool. Anh là cầu thủ dứt điểm tốt nhất tại câu lạc bộ và không có gì ngạc nhiên khi Jota sẽ có tên trong đội hình xuất phát tối nay nếu Jota giữ được thể lực và hạn chế chấn thương ở trong phần lớn mùa giải năm nay, Liverpool chắc chắn sẽ có thể đạt được những điều tuyệt vời. Phát biểu trước trận đấu của huấn luyện viên trưởng slot trước trận đấu đầu tiên dẫn dắt Liverpool, kỳ nguyên hậu Jurgen Klopp chính thức bắt đầu vào tối nay khi Liverpool đến đi Town ở trận mở màn Premier League 2024/2025 và huấn luyện viên người Hà Lan đã tiết lộ một số thông tin trước trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, Slot xác nhận rằng không có mối lo ngại về chấn thương nào trước chuyến đi đến Sufors. Trên thực tế khi được hỏi liệu ông ấy có một đội hình đầy đủ để lựa chọn hay không, câu trả lời của ông ấy ngắn gọn và tích cực. Vâng, chúng tôi có. Vì vậy, nhiệm vụ giành 3 điểm trước Ipswich là mục tiêu để Liverpool khởi đầu triều đại huấn luyện viên mới. Ngoài ra, trong khi Slot từ chối nói về tình hình hợp đồng của Alexander-Arnold, Virgil van Dijk và Mohamed Salah, ông đã xác nhận bộ bàn này sẽ có mặt trong đội hình xuất phát để đối đầu với Uyghur Ông nói: Tôi không nghĩ đây là một nơi để nói về hợp đồng, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng họ sẽ có mặt trong đội hình vào ngày mai. Anh Slot cũng đã tiết lộ rằng Luis Diaz là một phần quan trọng trong tương lai của Liverpool và câu lạc bộ không có kế hoạch bán Diaz vào mùa hè này. Anh ấy sẽ là một nhân vật quan trọng tại Anfield vào mùa này. Khi tôi bước vào đây, có một màn hình rất lớn từ Sky Sports và tôi đã nói đùa rằng mọi người luôn luôn nói về bóng đá. Vì vậy, có rất nhiều suy đoán hay giả thuyết ở đây. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu tôi nghe thấy đâu đó nói rằng việc ra đi của Dias. Tương lai của cậu ấy là với chúng tôi và tôi rất thích những gì tôi thấy ở Dias trong 10 ngày qua. Anh ấy đã có tác động lớn đến Liverpool ở những mùa giải trước và tôi hy vọng mùa giải này cũng vậy. Có vẻ như Dias đã giành được sự tin tưởng của Slot trong khoảng thời gian ngắn. Họ cùng nhau tập luyện trên sân tập và cựu ngôi sao của Porto có thể sẽ ra sân cho tối nay. Tuy nhiên, Diaz cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Cody Di Capo, Diego Jota và thậm chí cả Darwin Nunez ở cánh trái. Sẽ rất thú vị khi xem Slot bố trí thế nào trong đội hình xuất phát ưa thích của ông ấy. Đội trưởng Virgil van đưa ra cảnh báo trước khi Premier League khởi tranh. Tối nay, tại sân vận động Portman Road của Ipswich Town, huấn luyện viên trưởng Arne Slot sẽ bước vào mùa giải đầu tiên cùng đội bóng mà ông thừa hưởng từ huấn luyện viên tiền nhiệm Jurgen Klopp. Slot đã khẳng định rằng đội bóng của mình đủ mạnh và không cần phải bổ sung thêm quá nhiều ở thị trường chuyển nhượng mùa này. Nhưng người hâm mộ Liverpool vẫn tỏ ra thất vọng với thành tích kém cỏi trên thị trường chuyển nhượng của đội bóng. Và giờ đây, chúng ta sẽ chuyển sự tập trung của mình bằng những trận đấu trên sân. Đội trưởng Virgil van Dijk đã nhấn mạnh tham vọng của câu lạc bộ trong bối cảnh một số thay đổi chiến thuật mà huấn luyện viên trưởng mới đã thực hiện. Cầu thủ 33 tuổi cũng đã kêu gọi các đồng đội học hỏi từ những sai lầm đã mắc phải trong mùa giải trước. Liverpool đã sa sút phong độ đáng kể từ sau tháng 3. Điều này gây ra hậu quả khiến chúng ta bị loại khỏi mọi giải đấu. Liverpool năm nay không thể mắc phải những sai lầm tương tự, nhất là trước những thay đổi trong thể thức Champions League khiến số lượng các trận đấu tăng lên. Phát biểu với ESPN, Van Dijk nhấn mạnh sự cần thiết phải học hỏi từ mùa giải trước và mục tiêu hiện tại anh nói, tôi nghĩ mọi người phải suy ngẫm về phong độ kém cỏi vào cuối mùa giải trước. Các cầu thủ phải suy nghĩ về những gì đã xảy ra và cần cải thiện, cũng như duy trì tư duy và kỹ năng đến những ngày cuối cùng của mùa giải và tôi hy vọng điều đó sẽ thành công. Đó là mục tiêu, chúng tôi muốn thành công, chúng tôi muốn cạnh tranh cho đến những ngày cuối cùng trong mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Chúng tôi biết điều đó là rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ thử và đó là điều tôi chắc chắn có thể hứa các cầu thủ Liverpool không thể kiểm soát những gì xảy ra ngoài sân cỏ với tình hình chuyển nhượng hiện tại. Tuy nhiên, họ cần phải chứng minh rằng mình đã học hỏi từ mùa giải trước để đối mặt với những khó khăn phía trước. Người hâm mộ hy vọng rằng phong cách chiến thuật của Slot sẽ giúp đội bóng cải thiện hơn. Chuyến du đấu trước mùa giải đã cho những cái nhìn ban đầu về phương pháp của huấn luyện viên người Hà Lan và dường như người hâm mộ thích phong cách chơi mới này. Triết lý của Slot tương tự như Klopp nhưng có sự cân bằng hơn trong tấn công và duy trì quyền sở hữu bóng. Sự cân bằng có thể hạn chế những lỗ hổng trong phòng ngự mà Liverpool đã thể hiện trong suốt mùa giải trước. Cody Gapo tiết lộ những điều Arne Slot mong đợi ở mình trong mùa giải năm nay. Arne Slot nói rằng Cody Gapo sẽ có những thay đổi so với chính anh dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp trước đây và Gapo chia sẻ điều đó với mọi người. Slot được via Play hỏi liệu ông ấy có sử dụng Gapo như Klopp đã làm hay không? Và Slot đã nói rất rõ rằng ông sẽ không làm như vậy. Trong khi Klopp coi Gapo là một cầu thủ đa năng, có thể đảm nhận nhiều vị trí điều mà ông yêu thích ở một số cầu thủ, thì Slot lại coi anh là một cầu thủ chạy cánh trái thuần túy. Bản thân Gapo nói rằng Slot đã nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ là một cầu thủ chạy cánh trái nhưng có một số sự linh hoạt. Gapo nói với LFC TV Tôi đã nói chuyện với ông ấy và rõ ràng ông ấy coi tôi là một cầu thủ chạy cánh trái đó là cách ông ấy nhìn nhận tôi chúng tôi có rất nhiều cầu thủ ở hàng công và bạn biết mùa giải còn dài và có thể có một số chấn thương ở mọi vị trí vì vậy ông ấy đã nói với tôi rằng bạn đang chơi ở đó nhưng có lẽ đôi lúc tôi sẽ cần bạn ở một vị trí khác bạn cũng có thể chơi ở đó và cậu sẽ cần sẵn sàng gapo nói tiếp đối với tôi tôi ở đây và tôi sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể để giúp câu lạc bộ đạt được những danh hiệu bằng phẩm chất của mình. Gapo thực sự không thể quá cưng nhắc khi được xem là một cầu thủ chạy cánh trái thuần túy bởi vẫn còn đó một Luis Diaz luôn ở đây. Ít nhất một người sẽ cần phải thay đổi một chút nếu Slot muốn họ ra sân cùng một lúc. Và cả Jota nữa, chắc chắn anh ấy cũng sẽ cạnh tranh vị trí hành lang cánh trái nếu đang win Nguyen sẵn sàng ra sân. Nhưng điều rõ ràng là Slot chủ yếu muốn Gapo chơi ở bên trái. Đó là một điểm khác biệt với Klopp khi ông thích cầu thủ này chơi ở trung tâm hơn. Đó là một trong nhiều khác biệt đang diễn ra tại đội bóng. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.